Xin kính chào quý bà con, quý cô bác và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị đã có xem kênh, có quan tâm đến nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình giá nhãn Ido trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng, và hiện nay thì giá nhãn Ido đang rất là hút hàng và đang ổn định ở mức giá rất là cao nghe quý bà con. Xin chúc mừng quý bà con nông dân đang còn nhãn, đang chuẩn bị thu hoạch nhãn Ido. Tình hình giá nhãn Ido hiện nay thì giá đang ở mức cao. Thì cụ thể là giá nhãn Ido hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì giá đang nằm trong vòng từ 25.000 đến 28.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống giữa các vườn nhãn là từ 2 đến 3.000 tùy theo từng nơi. Đây là giá thực tế tại khu vực Vĩnh Long và khu vực Đồng Tháp. Thì cụ thể là nhãn đẹp, nhãn lựa, da láng đẹp trái to hay bà con nông dân mình gọi là nhãn VIP hiện nay thì giá đang động từ 27.000 đến 28.000 đồng một ký. Còn vườn nhãn chung chung như anh chị các bạn đang xem trên màn hình thì đang động từ 25 đến 26 tùy theo từng vườn nhóm bà con. Ngoài ra thì tình hình giá nhãn Ido cũng còn trên lệch tùy theo từng hình thức mua của lái, mua xô hay là mua cách từng đợt mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Nói chung là tình hình giá nhãn cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực và tùy theo từng hình thức mua có lấy, mua xô hay là mua lựa mà giá có thể chênh lệch lên xuống, mua xô hết vườn hay là cắt từng đợt mà giá chênh lệch lên xuống tùy theo từng thỏa thuận giữa người nông dân và thương lái. Còn tình giá nhãn da bò hiện nay thì cũng đang ổn định ở mức giá rộng từ 15.000, còn nhãn xuồng hiện nay thì giá đang ở mức giá cao, đang ở mức giá rộng từ 40.000 đến 45.000 đồng ký tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Với tình hình giá nhãn Ido ở mức cao như thế này thì bà con mình đang thu hoạch hiện nay thì đang phấn khởi. Và hiện nay thì tình hình giá nhãn Ido cũng như các loại nông sản khác thì có thể lên xuống biến động thay đổi liên tục, đặc biệt là giá nhãn thì sẽ có những thay đổi, những lên xuống vào những dịp như là 14, 15 hay là 29, 30. Vì vậy mà tạm thời thì mình xin cập nhật giá hôm nay, nhưng mà giá có thay đổi nữa thì mình sẽ